chỉ với 3,5 triệu đồng, mình đã du lịch ở Bangkok, Thái Lan 3 ngày 2 đêm như thế nào? Có tin được không nhỉ? Khi mà số tiền này đã bao gồm vé máy bay và khách sạn rồi nha. Mình xin trả lời hoàn toàn được nhí. Thậm chí nếu các bạn đi càng đông người thì chi phí sẽ càng giảm nữa cơ. Sau đây là video chi tiết mình giới thiệu cho các bạn về lịch trình du lịch trong vòng 3 ngày 2 đêm của mình tại Bangkok. Lưu ý chi phí ăn uống và di chuyển kèm theo quà tặng sẽ thay đổi tùy vào từng cá nhân. Trước tiên phải đặt vé máy bay, mình đã mua vé giá rẻ thông qua website Skyscanner. Tại trang web này, các bạn có thể so sánh giá vé của nhiều hãng bay khác nhau. Tổng vé khứ hồi của mình kèm hành lý ký gửi 20kg là 2.282.000 đồng. Giá vé khứ hồi Hồ Chí Minh Bangkok thì chỉ rơi vào khoảng từ 2.2 đến 2.4 thôi nè. Các bạn lên kế hoạch trước cho chuyến du lịch sẽ săn được những chiếc vé có giá rất tốt luôn. Về khách sạn, mình đề xuất các bạn có thể thuê khách sạn tại các khu vực gần trạm BTS như là Phajathai, Ratchathawi hay là Siam. Với trạm Phajathai, đây là trạm cuối cùng của line BTS mà các bạn đi từ sân bay Suvarnabhumi. Mình thấy cái đường đi này khá là dễ dành cho các bạn lần đầu tiên đi đến Thái Lan. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể đặt hoặc là thuê một số khách sạn hostel gần trạm line MRT như là Sukhumvit, Makassan và các khu vực ở phía bắc phía trên. Vì các khu vực này giá khách sạn rất là tương đối rẻ, một phòng 2 người 3 sao dao động từ 400 đến 500.000 đồng. Nếu đi một mình như mình thì các bạn cũng có thể thuê hostel. Các phòng ở đây rất là sạch sẽ và thoải mái. Hostel mình ở 3 ngày 2 đêm tổng cộng chỉ có 544.000 đồng thôi. Vì mình đi tham quan bên ngoài cả ngày luôn, tối mình chỉ cần chỗ ngủ, tắm và nghỉ ngơi nên mình cũng không yêu cầu gì nhiều. Đồng thời các khu vực này, các khách sạn và hostel đều gần các BTS và MRT. Vì vậy các bạn đến các khu trung tâm thương mại hay là các vị trí khác rất là thuận tiện và dễ dàng luôn. Thậm chí mình cũng có thể đi bộ đi tới các trạm tàu này nha. Ngày đầu tiên, vé chuyến bay mình chọn vào khoảng 11 đến 12 giờ là giờ khởi hành, vì khi chúng ta đáp sân bay và về tới khách sạn trong trung tâm Bangkok khoảng 2 giờ chiều sẽ kịp giờ check-in luôn, nếu trường hợp các bạn không muốn đợi quá lâu ở sân bay. Ngay cửa xuống sân bay, các bạn sẽ thấy số hiệu chuyến bay và thông tin số băng chuyền lấy hành lý nha. Tiếp theo đó, chúng ta cứ ở trên thang máy đi thẳng đến vào bên trong và cửa nhập cảnh ngay bên trái luôn nè. Trong quá trình nhập cảnh, hải quan Thái Lan rất là thân thiện và dễ thương luôn. Màn hình lấy dấu vân tay và nhập cảnh hiện cả tiếng Việt, nên nếu các bạn không biết tiếng cũng đừng lo lắng nha. Qua khu nhập cảnh là khu lấy hành lý. Cạnh các băng lấy hành lý thì các bạn sẽ thấy các sạp nhỏ bán SIM. Sự lựa chọn ưu tiên của mình ở đây đó là SIM AIS. Tại vì qua nhiều lần mình đi du lịch Thái Lan thì mình thấy SIM này có tốc độ ổn định và là nhanh nhất. Mình chọn loại rẻ tiền nhất tại vì mình ở đây chỉ có 3 ngày và 2 đêm thôi, là 299 baht, tương đương 210.000 đồng Việt Nam nè. Khi tới cửa ra, các bạn sẽ thấy có biển hướng dẫn. Nếu các bạn muốn đi taxi về trung tâm thành phố thì hãy rẽ trái nha. Còn vì chỉ có một mình và mình mang theo hành lý khá là nhỏ gọn nên mình quyết định sẽ đi tàu điện vừa nhanh và vừa rẻ. Các bạn rẽ phải theo biển và sau đó đi theo thang cuốn đi xuống dưới tầng B sẽ thấy trạm tàu điện luôn. Bây giờ thì mình sẽ mua thẻ tàu và lên tàu thôi. Các bạn đừng quên mang theo tiền Thái để mua thẻ nha. Thẻ lên tàu sẽ có hình dạng là đồng xu. Và các bạn phải nhớ giữ thật cẩn thận nha, tại vì khi tới trạm xuống phải có đồng xu này thì chúng ta mới có thể đi ra khỏi trạm đó. Còn bây giờ mình sẽ check-in khách sạn và nghỉ ngơi một xíu thôi. Lịch trình du lịch ngày đầu tiên. Từ khách sạn tới ga Siam sẽ đi qua 2 trạm tàu, nhưng vì không quá xa và chỉ cỡ 15 phút đi bộ thôi nên mình quyết định đi bộ tới đó, vừa tiện thể ngắm phố xá Bangkok như thế nào luôn nè. Trên đường đến ga Siam có rất là nhiều khu trung tâm mua sắm và trung tâm văn hóa nghệ thuật Bangkok. Các bạn cũng có thể tham khảo bản đồ và tham quan xung quanh Siam luôn. Gồm có bảo tàng House of Jim Thompson, trung tâm văn hóa nghệ thuật Bangkok, trung tâm mua sắm MBK hoặc là trung tâm mua sắm Discovery. Ngoài ra còn có thêm hai trung tâm mua sắm rất là lớn và đẹp luôn, đó là Siam Paragon và Central World. Mình sẽ để lại các vị trí cho các bạn. Các bạn có thể xem trên bản đồ luôn nè. Trên đường đi tới Central World thì mình có tham quan đền Erawan. Erawan nằm ngay ở giữa trung tâm thành phố luôn. Mình nghe nói đây là một đền rất là linh, nơi này có thể biến điều ước của các bạn thành sự thật, nên các bạn đừng bỏ quên địa điểm này khi tới thăm Bangkok nha. Nếu đi lên phía trên một chút xíu, đó là Big C. Đây là một địa điểm yêu thích không chỉ của khách du lịch Việt Nam mà của các khách du lịch đến từ các nước trên thế giới. Các bạn có thể mua quà tặng đồ ăn vặt nổi tiếng của Thái Lan ở đây với giá vô cùng tốt luôn. Hiện tại mình đang rất là đói bụng nên mình sẽ quyết định là mình sẽ ăn tối ở Big C luôn nha. Và mình còn mua thêm đồ uống nữa. Thực sự thì mình cũng không khuyên các bạn nên ăn tối ở Big C. Tại đồ ăn ở đây mình thấy không có nhiều sự lựa chọn và giá cả khá là cao so với chất lượng của đồ ăn.
Thay vào đó, mình đề xuất các bạn có thể đến khu food court ngay tầng dưới tầng trệt của trung tâm thương mại siam Paragon. Đây là một nơi có đầy đủ đa dạng các món ăn nhượng quyền, giá thành vô cùng rẻ và toàn những món nổi tiếng thôi á. Sau khi tham quan Big C, đi bộ khoảng 10 phút về phía trên thì các bạn sẽ thấy chợ đêm Ratuna. Đi tham quan một chút rồi lên xe buýt quay về khách sạn thôi nào. Phí xe buýt của mình là 15 bạt. Những bạn mà có ý định sử dụng xe buýt thì có thể cài đặt ứng dụng ViaBus. Các bạn có thể dễ dàng nhận được hướng dẫn cách sử dụng xe buýt, điểm đến và bản đồ của tuyến đường nha. Vậy là ngày đầu tiên đã kết thúc rồi. Tổng số tiền sử dụng trong ngày đầu tiên của mình là 469 bạt. Hôm qua mình đã đi bộ rất là nhiều luôn, nên hôm nay mình chạy hơi trễ. Bây giờ mình sẽ sửa soạn và chuẩn bị để đi ra ngoài luôn nè. Điểm đến đầu tiên của hôm nay đó là Icon Siam. Các bạn sẽ đi BTS đến thẳng ga Sapa Taksin. Đi đến cửa ra số 2, chúng ta có thể đi thuyền miễn phí đến Icon Siam luôn. Thời gian đến Icon Siam của mình khoảng 10 giờ 30 phút sáng. Có lẽ vì đến sớm nên không có quá nhiều người. Mình rất là rảnh rỗi luôn nên mình đi xem xung quanh. Không có quá nhiều người nên cực kỳ là thích. Lần trước mình đến rất là đông người, đến cỡ mà mình kiếm chỗ ngồi còn không có luôn á. Mình đói bụng quá nên ăn cơm trưa trước rồi đi ngắm từng tầng một luôn. Sau đó mình quay trở lại bến tàu và đi thẳng đến Wat Arun. Vé tàu đi từ Icon Siam đến Wat Arun là 20 bạt. Vé vào cửa của Wat Arun là 100 bạt nha các bạn. Sau khi chụp hình thỏa thích và tham quan Wat Arun thì mình đã đi thuyền dành riêng cho khách du lịch đến thẳng đường Khaosan Road luôn. Phí đi thuyền từ Wat Arun đến Khaosan Road là 30 bạt. Sau khi xuống thuyền, chúng ta đi bộ cỡ 10 phút thì các bạn sẽ đến luôn đường Khaosan. Có một số bạn thì thích tới Khaosan Road vào buổi tối tại vì lúc đó ở đây sẽ đông vui và nhộn nhịp hơn. Vì vậy, thông qua đây các bạn lưu ý rằng thời gian đến nơi hay là lịch trình chuyến bay thì các bạn sẽ có thể tham khảo qua cái video của mình. Rồi phân bổ thời gian di chuyển và thời gian tham quan một cách hợp lý tùy theo ý các bạn nha. Thậm chí các bạn cũng có thể thay đổi lịch trình ngày 1 với ngày 3 hay ngày 2 tùy vào ý của mỗi bạn luôn. Các bạn cũng có thể thêm vào một số địa điểm mà các bạn muốn tham quan. Tất cả lịch trình và cách đi của mình chỉ là tham khảo cho các bạn thôi. Mình đã sắp xếp các địa điểm này theo một chiều thuận tiện nhất để tiết kiệm chi phí và thời gian cho các bạn. Trên tàu từ Wat Arun đến Khaosan Road, các bạn cũng có thể dừng ở các trạm tàu để ghé thăm Grand Palace hoặc là Wat Pho. Cá nhân mình thì khuyên các bạn tham quan hai địa điểm trên, rồi sau đó di chuyển đến Chinatown. Chinatown vào thời gian đó thì không quá tối và là một khu phố vô cùng sầm uất và nhộn nhịp, bày bán đầy đủ mọi thứ luôn. Sau 5 giờ thì các bạn hãy đến Khaosan Road nha, tại vì buổi tối Khaosan Road mới thực sự là hoạt động sôi nổi với tất cả các cửa hàng, món ăn đa dạng, đông người sống động. Mình đã đến Khaosan Road một lần vào buổi tối, lúc đó cực kỳ đông luôn. Lần này mình tới Khaosan Road khá sớm, đây là thời điểm mà các cửa hàng mới bắt đầu mở cửa mà thôi. Mình định đi bộ từ Khaosan Road đến Chinatown, cách nhau cỡ 1 km thôi á mọi người, vì mình muốn tham quan xung quanh thành phố cũng như là đường xá nơi đây. Nhưng mà mệt quá rồi nên mình quyết định sẽ đi từ MRT tới Chinatown luôn. Các bạn cũng có thể lựa chọn túc túc để đi thẳng từ Khaosan Road tới Chinatown với giá chỉ 100 bạt thôi nha. Ta-da! Bây giờ mình đã có mặt ở Chinatown, mình sẽ đi tham quan xung quanh và mua một ly nước ép mà mình thích. Nước ép lựu ở đây mình thấy không thua gì ở Icon Siam luôn mà giá rẻ hơn nè. Mọi người đừng quên thử khi tới Chinatown nha. Còn bây giờ mình sẽ đi MRT từ Chinatown đến ga Sukhumvit. Ga MRT Sukhumvit nằm ngay bên cạnh ga BTS Asok. Từ đây các bạn cũng có thể tham quan toàn bộ Terminal 21. Toàn bộ video tham quan Terminal 21 của mình thì các bạn có thể xem tại video cũ mà mình đã up trước đây rồi nhé. Bây giờ mình sẽ sử dụng MRT để đi tới chợ đêm Jokphe. Nếu như các bạn muốn ăn các món ăn nổi tiếng ở Jokphe thì các bạn hãy nên đi sớm một chút nha. Khoảng 5 giờ chiều mình nghĩ đây là một thời điểm khá tốt cho mọi người tới đây tham quan. Tại vì thời điểm này hầu hết các cửa hàng đã mở cửa rồi và lượng người đến thì không quá đông. Vậy là đã kết thúc lịch trình ngày thứ 2 của mình rồi. Tổng cộng mình đã sử dụng 500 bạt. Ngày thứ 3. Hôm nay mình dậy sớm để check out khách sạn và sẽ sử dụng BTS đi thẳng tới chợ chắc túc chắc. Mình đi tham quan một hồi rồi đi thẳng về sân bay luôn. Ở sân bay thì các bạn cũng có thể mua xôi xoài hoặc là các bánh kẹo đặc sản của Thái Lan làm quà hoặc là mang về để ăn vặt nha. Tổng cộng cho ngày thứ 3 của mình ở Bangkok sử dụng đó là 228 bạt.
trên đây là tất cả lịch trình chi tiết mà mình đã tham quan ở Bangkok trong 3 ngày 2 đêm. Tất nhiên là mình không thể tham quan hết tất cả các địa điểm du lịch, nhưng mình đã có thể đi hầu hết các vị trí nổi tiếng của Bangkok. Tất cả lịch trình mình liệt kê trong video cũng như giá cả, phí di chuyển thì các bạn có thể tham khảo, giúp cho các bạn có thể dự trù ngân sách cho chuyến du lịch của mình. Tất nhiên, nếu như các bạn có nhu cầu ở khách sạn sang đẹp hơn, thưởng những món ăn nổi tiếng, mắc tiền hơn, thì ngân sách dành cho chuyến đi của các bạn sẽ cao hơn. Nếu như các bạn đi nhóm đông người, thì các bạn có thể ở khách sạn rộng hơn với giá tiền rẻ hơn, vì khách sạn ở Bangkok không quá mắc cho các khách sạn tầm trung. Nếu như các bạn đi theo nhóm thì mình có thể đề xuất cho các bạn sử dụng ứng dụng Bao hoặc Grab thì sẽ rẻ hơn rất là nhiều so với việc các bạn sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Lịch trình trên mình đã cố gắng sắp xếp một cách tuần tự và tiết kiệm chi phí thời gian nhất. Thái Lan rất là nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, có đến cả hàng trăm, hàng ngàn món ăn. Và nếu như chúng ta chỉ đi du lịch một vài lần thì không thể nào mà thử qua hết được. Vì vậy, trong video ngày hôm nay, mình tin rằng có thể giúp cho các bạn vẽ ra những lịch trình du lịch trong những lần tới khi các bạn quay lại Bangkok. Mình hy vọng rằng đây là một video hữu ích dành cho các bạn. Cảm ơn mọi người đã xem.